Đường Vy xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình thời sự 360 được phát sóng trên phố Bosa TV. Và bây giờ là chiều thứ 6 ngày 3 tháng 12 tại California, cũng là sáng thứ 7 ngày 4 tháng 12 tại Việt Nam. Thời sự 360 hôm nay có những tin tức nổi bật sau đây. Dịch vụ sang tên xe. Văn phòng chúng tôi chuyên lo về dịch vụ sang tên xe, xin giấy chủ quyền xe, đóng tiền thuế lưu hành để lấy sticker xe liền tại văn phòng và giúp quý vị bán xe cũ cho chính phủ với giá lên tới 1.500 đồng. Nhân viên rất vui vẻ, nhanh nhẹn, phục vụ tận tâm và uy tín. Mọi chi tiết xin gọi Henry Nguyễn 714 422 8266 Văn phòng số 12432 Brookhurst Street, Garden Grove, cấp đường Brookhurst và Lamson, Hạ viện, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngăn chặn chính phủ đóng cửa gửi đến Tổng thống Biden. Thượng viện Hoa Kỳ do đảng Dân Chủ kiểm soát tối thứ Năm ngày 2 tháng 12 đã thông qua dự luật cấp ngân sách cho chính phủ đến giữa tháng 2 năm sau, ngăn chặn nguy cơ đóng cửa theo hãng tin Reuters. Trước đó, nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa đã đe dọa sẽ đóng cửa chính phủ nhằm phản đối lệnh yêu cầu tiêm vaccine. Cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện với tỷ lệ 69 và 28 tiếp tục cấp ngân sách cho chính phủ ở mức hiện tại, cho đến ngày 18 tháng 2 và cho phép Tổng thống Dân chủ Joe Biden có nhiều thời gian để ký dự luật trước khi nguồn tiền cạn kiệt. Thượng viện đã hành động chỉ vài giờ sau khi Hạ viện thông qua dự luật với một cuộc bỏ phiếu 221 và 212, chỉ có duy nhất một đảng viên Cộng hòa ủng hộ dự luật này. Cuộc bỏ phiếu đã kết thúc nhiều tuần trong sự hồi hợp về việc liệu Washington có thể rơi vào tình trạng đóng cửa trong thời điểm biến thể Omicron đang bắt đầu gây ra những mối lo ngại mới tại Hoa Kỳ. Trước đó, các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã nêu ra khả năng chính phủ có thể đóng cửa một phần vào cuối tuần. Họ đã đệ trình một sửa đổi, trong đó bác bỏ việc cấp ngân sách cho yêu cầu bắt buộc tiêm vaccine. Đó không phải là công việc của chính phủ. Chính phủ không có thẩm quyền để nói với mọi người rằng họ phải tiêm chủng, và nếu họ không tiêm chủng, họ sẽ bị sa thải. Đó là một sai lầm, đó là điều trái đạo đức. Thượng nghị sĩ Ly nói trước thất bại của sửa đổi. Tuy vậy, quốc hội đang phải đối mặt với một thời hạn khẩn cấp khác. Ngay sau thời hạn này, chính phủ liên bang có khả năng cao sẽ chạm mất giới hạn vay 28,9 nghìn tỷ đô la Mỹ vào ngày 15 tháng 12 tới đây. Theo ước tính của Bộ Tài chính, nếu không gia hạn hoặc dỡ bỏ giới hạn kịp thời, điều này có thể gây ra một vụ vỡ nợ thảm khốc về kinh tế. Omicron chồng chất gánh nặng lên nhiệm kỳ của Biden Biden từ lâu đặt cược vào nỗ lực chấm dứt đại dịch để khẳng định di sản chính trị của mình, nhưng Omicron có thể trở thành gánh nặng mới. Giữa đại dịch, chính quyền Biden đã đưa người Mỹ đến trạng thái có thể thoải mái gặp gỡ gia đình, bạn bè, đi mua sắm, xem phim và làm những điều để đưa cuộc sống bình thường trở lại. Patty, một chiến lược gia đảng Dân Chủ từng sát cánh cùng Joe Biden trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 nói, Tôi nghĩ ông ấy chưa ghi nhận đúng mức về công lao đó. Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 1, Tổng thống Biden đang đứng trước rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ ủng hộ ông liên tục giảm và có một đồng minh thân cận thua trong cuộc bầu cử thống đốc bang vị trí nhà. Do đó, đảng Dân Chủ đối mặt nguy cơ mất quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội sau cuộc bầu cử nhiệm kỳ năm 2022. Biden gần đây đã gặt hái một số thành công trong lĩnh vực lập pháp khi luật cơ sở hạ tầng 1.200 tỷ đô la Mỹ được thông qua, và dự luật xây dựng lại tốt hơn trị giá 1,7 nghìn tỷ đô la Mỹ cũng có nhiều khả năng sẽ vượt được ải quốc hội. Tuy nhiên, những thành công đó chưa được chuyển hóa thành kết quả tích cực trong các cuộc thăm dò dư luận. Các cố vấn nhà trắng tin tưởng rằng tất cả những điều này sẽ thay đổi khi Covid-19 bị đẩy lùi. Niềm tin này dường như là lý do Biden đưa ra hai thông điệp khá mâu thuẫn. Khi biến chủng Omicron xuất hiện, cần cảnh giác cao với đại dịch nhưng lại nên tiếp tục cuộc sống bình thường. Sự tương phản này được thể hiện khá rõ nét khi Biden phát biểu về biến chủng Omicron hôm 29 tháng 11. Xung quanh là những món đồ trang trí Giáng sinh ở Nhà Trắng. Hình ảnh này như lời nhắc nhở rằng mùa lễ hội đang đến rất gần, trong khi người Mỹ thấp thoảng chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về mối đe dọa từ biến chủng mới. Tuy nhiên, Biden thêm rằng điều này phụ thuộc rất nhiều vào tỷ lệ tiêm chủng cao, Mục tiêu mà chính quyền của ông vẫn vấp nhiều trở ngại. Omicron xuất hiện đúng vào thời điểm Biden đang nỗ lực thúc đẩy các đạo luật mà ông đã xây dựng để trình quốc hội thông qua. Một số đồng minh của Biden nói, cử tri sẽ không đổ lỗi cho tổng thống vì các biến chủng mới và đại dịch kéo dài, vì cho rằng người Mỹ đang dần quen với những rủi ro mà Covid-19 đem tới và học cách sống chung với nó. Tuy nhiên, quan chức Nhà Trắng nhiều tuần gần đây ngừng nhận định, chìa khóa để Biden lấy lại tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò là COVID-19 phải bị đẩy lùi nhanh chóng. Điều này sẽ mang lại cho ông một chiến thắng rõ ràng trong cuộc khủng hoảng y tế lớn nhất mà nước Mỹ phải đối mặt, cũng như cho phép ông có thời gian để tập trung vào những thành tựu khác. Nhưng nếu cử tri vẫn thất vọng vì đại dịch kéo dài, và sự xuất hiện của các biến chủng mới, Biden rất khó có thể để thuyết phục cử tri tin tưởng và ủng hộ nhiều hơn cho gói cơ sở hạ tầng và chi tiêu xã hội của ông. WHO nên công cụ đối phó làn sóng Omicron. Tổ chức y tế thế giới đã đưa ra khuyến nghị với các nước về việc đối phó với biến chủng Omicron trong bối cảnh chủng virus mới ngày càng lan rộng. Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO có trụ sở tại Malina, Philippines hôm nay, 3 tháng 12, cho biết nhiều quốc gia đang báo cáo việc phát hiện các ca nhiễm biến chủng Omicron gia tăng hàng ngày. Cơ quan này cảnh báo, phân bổ địa lý về số ca nhiễm có thể đã rộng hơn so với báo cáo hiện tại. Tại cuộc họp báo trực tuyến, Takeshi Kasai, giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, nhấn mạnh sự cần thiết của việc chuẩn bị, cho những đợt lây nhiễm Covid-19 mới do biến chủng Omicron gây ra. Ông Kasai cũng đề cập đến thông tin nói rằng biến chủng Omicron có thể dễ lây nhiễm hơn các biến chủng khác. Một số quốc gia bao gồm cả Philippines đã áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại để ngăn biến chủng Omicron ở ngoài biên giới của họ. Tuy nhiên, ông Kasai cảnh báo các lệnh cấm đi lại có thể bị trì hoãn nhưng không thể ngăn cản sự xâm nhập của biến thể Omicron các biện pháp kiểm soát biên giới có thể trì hoãn sự xâm nhập của virus và giúp câu giờ nhưng mọi quốc gia và cộng đồng phải chuẩn bị cho sự gia tăng số ca nhiễm ông kasai nói thêm rõ ràng là đại dịch này còn lâu mới kết thúc và chúng ta có thể lựa chọn cách thức xử lý virus để đối phó tốt hơn với các đợt bùng phát dịch trong tương lai và giảm tác động của dịch bệnh đối với sức khỏe cộng đồng xã hội và kinh tế Biến chủng Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở phía Nam châu Phi vào tháng trước và được WHO liệt vào danh sách biến chủng đáng lo ngại. Ít nhất là 25 quốc gia đã báo cáo các ca nhiễm biến chủng mới, trong đó có nhiều nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Malaysia. Theo ông Kasai, khu vực có thể tránh được kịch bản lằn ranh đỏ và tiếp tục mở cửa xã hội cũng như nền kinh tế bằng cách tiêm chủng cho nhiều người hơn duy trì sự kết hợp của các biện pháp y tế cộng đồng và xã hội, đồng thời đảm bảo có sẵn giường bệnh cho những người cần chúng. Ông Kasai cũng cho rằng các quốc gia phải tận dụng bài học kinh nghiệm từ việc đối phó với biến chủng Delta. Ông cũng kêu gọi các nước tiêm chủng đầy đủ cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội. Quan chức WHO nói rõ rằng các biện pháp này không có nghĩa là từ bỏ việc kiểm soát COVID-19. Taliban ra sắc lệnh cấm bắt ép phụ nữ kết hôn. Taliban ra sắc lệnh cấm bắt ép phụ nữ Afghanistan kết hôn, động thái dường như nhằm xoa dịu quan ngại của cộng đồng quốc tế. Sắc lệnh chủ yếu đề cập đến quyền kết hôn của phụ nữ, khẳng định không ai có thể ép buộc phụ nữ kết hôn thông qua hành vi cưỡng bức hoặc gây áp lực. Đặc biệt, quá phụ Afghanistan từ nay cũng sẽ được quyền hưởng phần tài sản do chồng để lại. Tuy nhiên, sắc lệnh lại không đề cập đến độ tuổi tối thiểu để kết hôn, vốn được chính phủ cũ của Afghanistan quy định là 16 tuổi. Sắc lệnh được đánh giá là một động thái nhằm đáp ứng tiêu chí mà các quốc gia phát triển đặt ra để công nhận chính quyền của Taliban và khôi phục viện trợ cho Afghanistan. Quyết định được đưa ra gần 4 tháng sau khi Taliban tiếp quản quyền lực. Chính quyền mới của Afghanistan đang đối mặt với nhiều vấn đề khi các nước phương Tây từ chối công nhận họ và đồng loạt cắt viện trợ, vốn là trụ cột nền kinh tế của quốc gia Trung Á này. Hôn nhân cưỡng ép là tình trạng phổ biến tại Afghanistan, nơi các gia đình thường gả con gái nhỏ để trả nợ và nuôi sống bản thân. Phụ nữ Afghanistan trong nhiều thập kỷ bị coi như là tài sản dùng để trả nợ máu hoặc chấm dứt tranh chấp thù hận giữa các bộ tộc. Taliban tuyên bố sẽ chống lại điều này. Các bộ lạc Afghanistan có phong tục yêu cầu một quá phụ kết hôn với anh em hoặc họ hàng của chồng. Tuy nhiên, sắc lệnh mới của Taliban quy định quá phụ có thể tái hôn sau khi chồng qua đời 17 tuần và được tự do lựa chọn bạn đời mới. Lãnh đạo Taliban cho biết đã ra lệnh cho các tòa án Afghanistan đối xử công bằng với phụ nữ, đặc biệt là những quá phụ muốn được hưởng thừa kế. Taliban khẳng định đã yêu cầu các bộ trưởng phổ biến nhận thức về quyền phụ nữ trong toàn dân iPhone 13 sụp giảm doanh số Apple thông báo với các nhà cung cấp linh kiện sẽ giảm lượng đặt hàng do nhu cầu về iPhone 13 của người dùng bắt đầu giảm. Apple đang đối mặt với hai khó khăn cùng lúc là tình trạng thiếu nguồn cung toàn cầu và nhu cầu giảm xuống đối với iPhone 13. Hãng đã thông báo việc này đến các nhà cung cấp linh kiện, cho biết người tiêu dùng đang quyết định không cố mua những sản phẩm phải chờ đợi lâu như iPhone 13 nữa. Theo Bloomberg, Apple cũng giảm mục tiêu sản xuất iPhone 13 trong quý cuối năm từ 90 triệu xuống 80 triệu mấy vì thiếu linh kiện. Hiện Apple vẫn tăng trưởng mạnh và các nhà phân tích dự đoán doanh thu của hãng tăng 6% trong 3 tháng cuối năm, đạt 117,9 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, đây không phải là quý thành công rực rỡ như Apple và các nhà đầu tư đã kỳ vọng. Tình trạng thiếu chip và giao hàng chậm khiến người tiêu dùng rất thất vọng, cùng với biến thể Omicron mới được phát hiện làm cho không ít người mệt mỏi, hủy quyết định mua iPhone 13. Một số người dùng cho biết họ sẽ chờ mua iPhone 2022, dự kiến nâng cấp lớn hơn về thiết kế và cấu hình. Bên cạnh đó, lạm phát tại Mỹ cũng khiến người dùng thắt chặt chi tiêu hơn iPhone là một sản phẩm chủ lực của Apple khi chiếm hơn một nửa trong tổng doanh thu 365,8 tỷ đô la Mỹ của hãng trong năm vừa qua. Theo CEO của Apple, những hạn chế về nguồn cung là thách thức lớn nhất của công ty. Ông dự đoán để cạnh tranh và có đủ linh kiện đặc biệt là chip sẽ khiến Apple mất hơn 6 tỷ đô la Mỹ doanh thu trong quý nghỉ lễ. Những vấn đề của Apple cũng làm ảnh hưởng đến các đối tác. TSMC nhà cung cấp chip xử lý của Apple sụt giảm 12% doanh thu so với tháng trước. Trong khi đó, một nhà lắp ráp iPhone đã có mức giảm cổ phiếu lên tới 24% sau thông báo về việc nhu cầu smartphone giảm xuống. Happy Holidays Teletron kính mời quý đồng hương tham dự đại nhạc hội hoàn toàn miễn phí lần đầu tiên quy tụ hơn 60 ca nghệ sĩ nổi tiếng được tổ chức tại Teletron Garden Grove liên tục trong 3 ngày thứ sáu 17 tháng 12 và thứ bảy 18 tháng 12 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối và chủ nhật 19 tháng 12 từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối đặc biệt hot dog và soda chỉ một đô la mà thôi và để tống tiễn năm cũ đón chào năm mới Teletron dọn warehouse đại hải giá đến 80 phần off trên nhiều sản phẩm sức khỏe và tiện nghi gia đình xin nhớ 3 ngày 17 18 và 19 tháng 12 2022, đại nhạc hội miễn phí lần đầu tiên quy tụ hơn 60 ca nghệ sĩ nổi tiếng được tổ chức tại Teletron trên đường Beach Garden Grove, điện thoại 714 892 6999 714 892 6999. Trang nhà teletronusa.com Tường Vi xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của phố Bosa TV. Sau đây chúng ta sẽ quay trở lại với bản tin châu Á. Hai nước Đông Nam Á đã chính thức ghi nhận ca nhiễm biến thể COVID-Omicron đầu tiên các ca nhiễm đều là những trường hợp trở về từ Nam Phi, nơi đồng thời cũng là điểm nóng của siêu biến thể COVID Omicron. Các nước Đông Nam Á thận trọng mở cửa du lịch với các tiêu chuẩn và điều kiện nghiêm ngặt. Omicron siêu biến thể COVID-19 đang khiến thế giới hoang mang đã lây lan ra nhiều châu lục và mới đây đã chính thức chạm đến Đông Nam Á, cụ thể là hai quốc gia Singapore và Malaysia. Bộ Y tế Singapore thông báo hôm 2 tháng 12, Quốc đảo này đã phát hiện hai hành khách trở về từ Nam Phi trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines nhiễm COVID-19 là ca nhiễm biến thể Omicron. Cả hai trường hợp đều được cách ly ngay sau khi hạ cánh vào ngày 1 tháng 12 và chưa hề tiếp xúc với cộng đồng. Một đại diện Bộ Y tế cho biết, hiện cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy Omicron đã lan ra cộng đồng tại Singapore. Hai hành khách nhiễm bệnh, một người là nam giới 44 tuổi, một người là phụ nữ 41 tuổi, được cách ly và phục hồi tại Trung tâm bệnh truyền nhiễm quốc gia Singapore. Cả hai đều đã tiêm chủng đủ hai mũi và chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ như ho và ngứa họng, trích trong báo cáo của Bộ. Tiếp đến, trong ngày 3 tháng 12, Malaysia thông báo đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, đó là một người phụ nữ 19 tuổi trở về từ Nam Phi và quá cảnh tại Singapore. Trích thông báo của Bộ trưởng Bộ Y tế Khairi, bệnh nhân là sinh viên đã tiêm chủng đầy đủ và tự cách ly trong 10 ngày trước khi khỏi bệnh và được tự do đi lại. Với những ca nhiễm mới phát hiện, biến thể Omicron đã chính thức xuất hiện tại Đông Nam Á. Vào lúc này, giới khoa học vẫn chưa biết quá nhiều về biến thể mới, từ khả năng lây nhiễm, né tránh vaccine cho đến triệu chứng mà nó gây ra, Tuy nhiên, các bằng chứng ban đầu cho thấy biến thể Omicron sở hữu rất nhiều đột biến của các biến thể khác, qua đó hoàn toàn có khả năng lây nhiễm mạnh hơn và kháng được miễn dịch. Đây cũng là lý do vì sao WHO phải đưa biến thể này vào danh sách gây lo ngại, sánh ngang với Delta, biến chủng đang chiếm ưu thế toàn cầu hiện nay. Elon Musk gây chú ý với kiểu tóc mới. Khi bước xuống từ máy bay riêng tới Miami, tỷ phú lập dị Elon Musk lập tức hút mọi ánh nhìn với kiểu tóc cạo trọc hai bên, chỉ để lại phần tóc ở giữa uống xoăn màu hạt dẻ. Kiểu tóc mới của tỷ phú 50 tuổi khi tới bang Florida tối ngày 1 tháng 12 khác hẳn hình ảnh trong hội nghị trực tuyến của ông hồi tháng 11. Elon Musk đã khoe đại diện mẫu mới của ông nhân dịp đến dự hội trợ nghệ thuật quốc tế tại Miami diễn ra từ thứ Năm cho đến thứ Bảy tuần này, Mái tóc của ông từ lâu đã trở thành đề tài bàn tán, đồn đoán trên mạng xã hội. Năm 2018, từng có ít nhất một chuyên gia nói rằng, rất có khả năng ông Trùm công nghệ đã cấy tóc. Những bức ảnh chụp Elon thời còn làm việc tại PayPal 20 năm trước cho thấy doanh nhân gốc Nam Phi có đường chân tóc lộ rõ vì hói nhưng sau đó mái tóc của ông lại ngày càng dày và sẫm màu hơn. Điều này dẫn đến suy đoán có thể tóc của Elon đã có sự can thiệp của phẫu thuật, đồng thời thường xuyên thử dụng đến thuốc nhuộm. Nhờ vậy, tỷ phú 50 tuổi trông trẻ trung và đầy sức sống hơn. Ngoài gây chú ý với mái tóc, phong cách ăn mặc của Elon cũng thay đổi. Ông diện áo sơ mi màu đen với tay áo sắn lên, đeo khăn mặc quần gen tối màu và đi giày cao bồi. Tỷ phú giàu nhất thế giới bay đến Miami cùng cậu con trai một tuổi và chú chó mới của gia đình, một con Shiba Inu có tên là Marvin. Đoàn tùy tùng của Elon gồm 3 nhân viên bảo vệ và một bảo mẫu. Trong khi Elon Musk xuống máy bay trước, bảo mẫu bế con trai của ông theo sau. Bạn gái cũ của ông không đi cùng chuyến bay này. Họ đã chia tay vào tháng 9 sau 3 năm bên nhau. Sau khi chia tay, ông cho biết họ vẫn yêu nhau, gặp nhau thường xuyên và rất hợp nhau. Elon Musk tỏ ra hồ hởi khi được hàng chục người chờ xin chữ ký ở sân bay. Đây là lần đầu xuất hiện công khai đầu tiên của ông sau khi ông bắt đầu bán cổ phiếu Tesla vào tuần trước. Sau giao dịch, ông vẫn còn sở hữu khoảng 167 triệu cổ phiếu Tesla và vẫn là cổ đông lớn nhất của hãng xe điện. Tính đến ngày 2 tháng 12, Elon vẫn là người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng khoảng 282 tỷ đô la Mỹ, phần lớn là tới từ cổ phiếu Tesla. MC Kỳ Duyên bên người tình ở tuổi 56. Cộng đồng mạng sửng sốt khi biết thân thế người đàn ông bí ẩn này. Ai cũng biết MC Kỳ Duyên đang yêu, lại càng tò mò hơn về danh tính người tình của nữ MC. Dù cô không công khai, người hâm mộ vẫn dễ dàng đoán ra đó là ai vì gương mặt lẫn phóp dáng quá quen thuộc. Nguyễn Cao Kỳ Duyên thời gian qua liên tục đăng đàn ẩn ý về việc đang có một tình yêu đẹp sau thời gian cô đơn. Người dẫn chương trình sinh năm 1965 liên tục đăng bài bày tỏ sự hạnh phúc, lấp ló bóng hình của một người đàn ông. Điều khiến khán giả càng thêm đứng ngồi không yên là Kỳ Duyên vẫn quyết không công khai danh tính lẫn ngoại hình của đối phương. Mới đây, rạng sáng ngày 2 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Kỳ Duyên tiếp tục thả nhẹ vài bức ảnh chụp cùng bạn trai lên trang cá nhân. Lần này chỉ là ảnh chụp bóng lưng. Dĩ nhiên cộng đồng mạng dù có zoom kỹ thế nào soi cẩn thận ra sao cũng chẳng nhìn được mặt người đàn ông này. Thế nhưng những fan theo dõi kỳ duyên lâu năm thì lại nhanh chóng nhận ra đây là người vô cùng quen thuộc. Dưới phần bình luận, Trịnh Hội là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Kỳ Duyên và Trịnh Hội dính nghi vấn nối lại tình xưa suốt thời gian qua cũng hàng loạt chi tiết đáng ngờ. Cách đây không lâu, dân mạng soi ra người đàn ông mà Kỳ Duyên tựa đầu tình tứ chính là chồng cũ của cô. Khán giả vô cùng phấn khích nếu chuyện cặp đôi này tái hợp sau hơn một thập kỷ ly hôn là sự thật. Trịnh Hội kém kỳ duyên 5 tuổi là một người dẫn chương trình luật sư có tiếng tại Mỹ. Anh đến với nữ MC khi cô đã trải qua một đời chồng, bất chấp hàng loạt lời dị nghị không hay. Năm 2004, họ kết hôn và dần chiếm được cảm tình từ khán giả. Thế nhưng chỉ sau 4 năm, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi. Kỳ duyên sau đó đến với Duy Hân, trịnh hội tái hôn với Mai Thi. Vòng xoáy tình cảm lại trêu đùa họ một lần nữa khi cả hai đều lần lượt tan vỡ với người mới. Từ năm 2020 đến nay, hai người dính tin đồn tái hợp khi để lộ nhiều chi tiết đáng nghi. Công an vào cuộc vụ siêu mẫu Khả Trang tố bị đánh đập tan bạo. Nhận được tin trình báo của siêu mẫu Khả Trang tố bị chồng chưa cưới hành hung, cơ quan công an đã đưa nạn nhân đi giám định và mời những người liên quan lên làm việc. Vài ngày qua, hình ảnh người mẫu khả trang bị bạn trai đánh đập giả man được chính chủ nhân và những người bạn thân thiết trong giới showbiz Việt đăng tải trên trang Facebook cá nhân gây xôn xao dư luận. Theo đó, nữ siêu mẫu cho biết thường xuyên bị bạn trai lăng mạ sỉ nhục, xúc phạm bản thân và gia đình. Trưa ngày 3 tháng 12, xác nhận với Vietnamnet, một lãnh đạo công an quận Hoàng Kiếm, Hà Nội cho biết, đội điều tra tổng hợp của cơ quan này đã nhận được thông tin và đang làm rõ trình báo của người mẫu khả trang sưu mẫu Khả Trang vừa tiếp tục tiết lộ quá trình được công an giải cứu sau hai ngày bị hành hung. Theo đó, Khả Trang cho biết cô bị hành hung từ tối 23 tháng 11 đến trưa ngày 24 tháng 11, nhưng không một ai hỏi han, kiểm tra các vết thương hay đề xuất đưa đi khám. Đến ngày 25 tháng 11, mẹ của cô từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, sau đó trình báo công an tới giải cứu cô cùng đứa con nhỏ. Khả Trang cũng giải đáp thắc mắc vì sao điện thoại bị đập nát nhưng lại có khá nhiều hình ảnh cô bị bạo hành được tung lên mạng cách đây vài ngày. Em trai mình đã chụp lại hình ảnh của mình và sau đó mình mới được đưa đến bệnh viện và cơ quan pháp y, cô giải thích. Những ngày qua, vụ việc siêu mẫu Khả Trang mất tích khỏi showbiz Việt hơn một năm vì nghi bị chồng sắp cưới bạo hành đã khiến mạng xã hội bàn tán xôn xao. Hình ảnh cơ thể cô chằn chịch vết thương, gương mặt bầm tím, nghi bị đánh đập khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đáng chú ý, người đại diện của Khả Trang đã cung cấp bệnh án kèm loạt tin nhắn với những phát ngôn nhạy cảm, mang tính đe dọa được cho là từ người chồng sắp cưới của cô. Khả Trang là một gương mặt khá quen thuộc trong là người mẫu. Năm 2015, cô đoạt giải vàng cuộc thi siêu mẫu Việt Nam. Con gái ruột Phi Nhung lần đầu tiết lộ tên thật gây chú ý hiếm hoi khi nhắc đến bố đẻ. Trong live stream mới đây, con gái ruột của Phi Nhung thu hút sự chú ý khi hiếm hoi chia sẻ về bố đẻ của mình. Sau khi Phi Nhung qua đời, các trang mạng xã hội của cố nghệ sĩ đều được con gái ruột nắm giữ, đồng quản lý. Wendy Phạm thi thoảng live stream trên những trang cá nhân này để trò chuyện cùng người hâm mộ của mẹ. Trong lần lộ diện mới đây, Wendy Phạm bất ngờ bật mí về tên tiếng Việt của mình. Theo lời con gái của cố ca sĩ, dù tên thật là Kim Thu, nhưng gia đình chỉ gọi là Bé hay là Wendy. Bên cạnh đó, cô còn cho biết cái tên này không phải do bố mẹ lựa chọn mà do chính ông nội đặt cho cháu gái. Giao lưu với người hâm mộ, con gái ruột Phi Nhung còn thu hút sự chú ý khi chia sẻ một số chuyện đời tư về gia đình, hiếm hoi khi nhắc đến bố ruột. Cụ thể trên sóng trực tiếp, Wendy Phạm cho biết cô vừa thực hiện chuyến du lịch cùng gia đình, đặc biệt là có sự góp mặt của người bố nhiều lần đi du lịch cùng mẹ phi nhung wendy phạm mong muốn dành thời gian cho ba nhiều hơn trong giai đoạn này dù không hé lộ dung mạo của người bố song trên các trang diễn đàn lan truyền một số hình ảnh được cho là bố ruột của wendy phạm trên trang cá nhân người đàn ông này thường xuyên cập nhật hình ảnh về cô con gái ruột phi nhung trong một clip gần nhất wendy cũng gọi người đàn ông này là ba theo một số nguồn tin người đàn ông này hiện đang sinh sống và làm việc tại mỹ là chủ của nhiều tiệm sửa xe nổi tiếng Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có thông tin chính thức nào về anh là chồng cũ của Phi Nhung. Người đàn ông này cũng từng có mặt trong tiệc thôi nôi con trai của Wendy Phạm. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 360 trên phố Bosa TV hôm nay. Tường Vi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và đừng quên đăng ký cũng như chia sẻ kênh với bạn bè và người thân. Chúc quý vị cuối tuần nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lành. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình được phát sóng trên phố Bosa TV kỳ tới. Thank you.